Những ngày đầu xuân mới Tân Sửu, tuổi trẻ trên quê hương Hà Tĩnh đang háo hức xen lẫn niềm vinh dự, tự hào trước ngày hội tòng quân. Những hoài bão ước mơ, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ càng được nhân lên khi cấp ủy chính quyền, đoàn thể địa phương và gia đình luôn quan tâm, động viên và đồng hành trước lúc lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trong căn nhà của gia đình thanh niên Nguyễn Văn Đạt lúc nào cũng râm ran tiếng nói cười, người thân bà con lối xóm và cấp ủy chính quyền đoàn thể địa phương đến thăm hỏi chúc mừng em trước ngày lên đường nhập ngũ. Là thanh niên vùng giáo, được nhập ngũ lần này, thanh niên Đặng Hồng Sơn rất vui mừng khi đón nhận những lời chúc mừng của cấp ủy chính quyền địa phương, bà con lối xóm. Khi cấp 3 cháu có muốn được đi bộ đội và sau khi trúng tuyển, cháu rất vui mừng khi cháu đã được trúng và cháu vẫn vào trong để được huấn luyện thêm về những kỹ năng và giúp ích cho xã hội. Do dịch COVID-19 bùng phát nên nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã có nhiều cách làm hay sáng tạo. Thay cho tập trung gặp mặt, cấp ủy chính quyền và các đoàn thể đã đến tận từng hộ gia đình thăm hỏi động viên, tặng quà cho gia đình và các thanh niên nhập ngũ. Nhờ triển khai đồng bộ tích cực nhiều chủ trương giải pháp và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nên chất lượng tuyển quân năm nay tương đối đồng đều. Trong đó, sức khỏe loại 1-2 đạt 78,3%, văn hóa cấp 3 trở lên đạt 71,4%, đại học cao đẳng 9,4%. Đối với Đảng ủy Ban Chỉ huy huyện thì quán triệt thực hiện nghiêm mệnh lệnh chỉ thị và nghị quyết cấp trên. Tham mưu cấp ủy chính quyền kịp thời các nội dung theo chỉ thị trong điều kiện COVID. Đến giờ phút này thì công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành. Phần việc bước tiếp theo thì đã cử cán bộ phối hợp với các ủy chính quyền địa phương gặp mặt tặng quà, quản lý chặt về số lượng, đặc biệt ưu tiên về chất lượng, bảo đảm an toàn mọi mặt về là trong dịch bệnh, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu chỉ tiêu mà trên giao quân, tổ chức giao quân nhanh gọn đúng theo quy định. Đến thời điểm hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2021 đang được các địa phương tỉnh Hà Tĩnh gấp rút hoàn thành, bảo đảm cho ngày lên đường nhập ngũ của tuổi trẻ các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thực sự là ngày hội của toàn dân tiễn đưa con em tòng quân nhập ngũ.